Quý vị và cả ban đang đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của đài Phát thanh truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và cả ban, Bắc Bộ duy trì hình thái nhiều mây, sương mù nhiều. Trưa và chiều giảm mây, nắng ấm. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng 23 đến 26 độ. Sương mù nhiều vào buổi sáng sẽ che khuất tầm nhìn nên mọi người khi tham gia giao thông, nhất là khi đi trên những đoạn đường đèo dốc cần chú ý quan sát, làm chủ tốc độ để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho người khác. Trung Bộ có xu hướng giảm mưa, chỉ còn mưa nhỏ ngắt quãng và chủ yếu mưa về đêm ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Các vùng khác trời nhiều mây. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khoảng 22 đến 25 độ. Đà Nẵng đến Bình Định 24 đến 27 độ. Riêng các tỉnh từ Phủ Yên đến Bình Thuận nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Tây Nguyên nặng nhiều, thời gian nặng dài, cường độ nặng mình, nên nhiệt phổ biến trong khoảng 27 đến 30 độ. Do thời tiết khả hanh khô nên một số vùng ở Tây Nguyên cần lưu ý đề phòng nguy cơ chảy rừng. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Chỉ số tia UV được dự báo vẫn rất cao nên bà con khi hoạt động ngoài trời nhớ sử dụng cả phương tiện chống nắng. Nhìn chung thời tiết cả nước về cơ bản khá tốt, mọi người có thể lên kế hoạch nghỉ ngơi du lịch cho những ngày cuối tuần. Trở lại thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa. Gió Đông Bắc mình cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Khánh Hòa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và cả hoạt động khác tại cả vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Tiếp theo là dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm trời rét, độ ẩm từ 64 đến 90%. Khu vực miền núi mới thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, đêm trời rét, độ ẩm từ 62 đến 96%. Khu vực thành phố Đông Hới mới thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, đêm trời rét, độ ẩm từ 75 đến 92% kết thúc bản tin là phần dự báo nhiệt độ các vùng trong tỉnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại